Chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ với các bạn là cái cách làm mắm tép. Thì cái cách làm mắm tép này không có khó, nhưng mà phải biết cách làm để cho tép nó đỏ đẹp và nhanh ăn hơn. Mà đặc biệt cái cách làm này rất là thơm luôn, mà tép nó không có bị tanh nữa. Thì mình mời các bạn vào bếp và cùng làm nha. Để làm mắm tép thì mình chuẩn bị đây 1 ký tép. Tép mua về mình rửa sạch rồi. Mình cho vào trong cái thau này nha. Thì để tép nó được đỏ hơn đó, thì mình sẽ cho cái tép này nó uống rượu á. Dùng đây là 2 chén rượu trắng nè. Rượu trắng mình cho vào trong này khi cái tép nó còn sống đó, thì tép nó sẽ uống cái rượu vào. Thì một lúc nữa mình làm cái mắm tép lên nó được đỏ mà nó thơm, nó không có bị tanh đó. Nó nhảy quá trời luôn nè. Mình cho nước thêm ha, để cho nó ngập tép nè. Rồi mình cho 1 muỗng canh muối, muối hạt hơi đầy đầy ha. Quá trời nó nhảy luôn rồi đó. Đó, bây giờ nó xỉn gụ rồi đó các anh chị. Mình đậy lại cho nó xỉn gụ hoàn toàn luôn rồi. Mình hãy dở ra mình làm nha. Tép nãy giờ mình ngâm trong rượu muối nè, 20 phút rồi. Thì cái tép này nó xỉn rượu luôn rồi nè. Nó chết luôn rồi đó, nó không còn sống nữa. Thì mình vớt ra ha. Và mình để lại cái nước rượu muối này, đừng có bỏ đi các anh chị nha. Tép mình ngâm trong rượu muối nè. Bắt đầu nó trong và nó xỉn gụ rồi đó. Cảm giác con tép nó trắng hơn đó. Các anh chị nào mà thích để đầu á, thì nhớ bỏ cái phần phân ở trên đầu này đi ha. Cái cục đen đen nè. Mình bỏ này đi nè. Rồi nhớ lấy cái chỉ tôm luôn ha. Còn các anh chị nào mà không thích ăn đầu đó, thì có thể là cắt bỏ cái đầu hẳn luôn cũng được. Mình làm sạch tôm rồi. Mình cho tôm vào ngược lại trong cái nước rượu muối hồi nãy nha. Tôm cắt xong rồi thì mình vớt cái tôm ra khỏi nước rượu muối nha. Thì mình vớt ra xong mình rửa lại 5-7 nước, rửa cho nó trong con tôm luôn đó. Tôm mình rửa nhiều nước muối pha loãng rồi thì mình mang tôm này đi phơi nắng nha. Theo là mình nấu nước mắm đường. Thì mình dùng đây là 2 chén đường, là tương đương 500g đường đó. Và mình dùng 1 chai nước mắm Nam Ngư nhãn vàng nè. 1 chai này là 650ml đó. Mình cho hết 1 chai này luôn nha. Rồi mình cho thêm 1 muỗng cà phê muối hạt nha. Rồi các anh chị nào mà ăn được bột ngọt thì cho thêm khoảng nửa muỗng cà phê bột ngọt. Còn không ăn được các anh chị để như vậy nha. Đường nó đã tan ra rồi nè. Cũng bắt đầu nó mới bắt đầu sôi luôn nè. Rồi mình tắt bếp đi rồi. Các anh chị đừng nấu lâu quá nha. Tỏi thì em dùng 100g. Tỏi cắt xong thì em cho vào trong cái hỗn hợp nước mắm đường còn đang nóng luôn ha. Ớt thì em dùng 50g. Gừng ghiền mỗi loại cũng 50g luôn các anh chị nha. Gừng thì các anh chị có thể tăng thêm để cho nó thơm hơn. Rồi em cho hết gừng ghiền vào trong cái hỗn hợp nước mắm đường nè. Mình cho tất cả gừng ghiền tỏi ớt vào khi cái nước mắm đường này nó còn nóng, để cho nó dậy lên mùi thơm. Cũng như là khi mình ngâm lâu nó cũng không có bị sủi bọt. Và để thêm cái mắm tép mình nó ngon hơn đó, thì các anh chị dùng thêm lá ổi nè. Lá ổi các anh chị rửa thật sạch ha.
sử dụng vài lá. Và để ngon hơn nữa thì các anh chị dùng dùm em mía. Mía đây em dùng khoảng 5 khúc mía lau nhỏ nè. Nếu mía to thì dùng một khúc thôi nha. Mình cho mía vào trong cái mắm tép để cái mắm tép mình thơm ngon và có vị ngọt thanh hơn đó. Cái hỗn hợp mắm đường nó nguội hẳn đây nè. Bây giờ em cho tép vào luôn nha. Các anh chị ở đây lúc này đó, các anh chị cảm nhận được mùi gừng ghiền tỏi ớt nó thơm lắm luôn á. Và để thơm hơn thì em dùng thêm 3 muỗng canh rượu trắng. Xúc muỗng đầy vung vung chàng chàng ha. Cho rượu vào để cái tôm mình nó đỏ, nó đẹp và nó không có bị tanh khi mình ngâm nữa đó các anh chị. Ở giai đoạn này các anh chị nhớ cho rượu và em nha. Cho tôm vào xong rồi thì mình đẩy lá ổi này lên các anh chị nha. Đẩy lá ổi vào trong cái mắm tép để cho cái mắm tép nó thơm hơn. Thơm hơn và thứ hai nữa là nó hầm hơi đó. Thì nó nhanh chua hơn và con tôm mình sẽ đỏ đẹp hơn. Các anh chị có lá chùm ruột á, các anh chị dùng lá chùm ruột thì cái mắm tép mình nó sẽ nhanh chua hơn cái lá ổi này nữa ha. Lúc nữa em sẽ cho thêm cái lá chùm ruột để cho nó nhanh chua hơn. Rồi mía này thì mình còn lại thì mình ràng lên trên các anh chị ha. Ràng mía rồi ràng vỏ mía thật chặt ha. Đừng cho tôm nó nổi lên trên đó. Ràng mía xong thì mình đậy nắp lại. Rồi các anh chị đậy nắp lại rồi các anh chị mang vào phơi nắng. Từ 10 đến 15 ngày là có thể ăn được rồi đó. Thì mình có cho rượu vào trong đây thì các anh chị phơi tầm 10 ngày là ăn được rồi. Giờ em phơi nắng nha. Tép của mình đã phơi nắng được 10 ngày rồi đó. Thì các anh chị trồng cái bọc ni lông vào trong cái keo lọ như vậy để cái tép mình nó hầm hơi, nó nhanh chua hơn đó và nó đỏ đẹp hơn. Đó, tép 10 ngày bắt đầu nó đỏ hoàn toàn luôn nè các anh chị. Đó, em xoay vòng vòng các anh chị thấy nè. Đó, mà để ngon hơn nữa là các anh chị để khoảng 15 ngày trở lên ăn càng ngon nữa ha. Thơm lắm luôn các anh chị ơi. Các anh chị mở nắp ra cực kỳ thơm luôn. Đó, cái nước nè các anh chị nè. Sánh, dẻo. Cái nước này nó có cái vị chua chua nhẹ, ngọt mặn vừa phải, không quá mặn, không quá ngọt. Và nó đặc biệt nó thơm lắm luôn. Các anh chị ăn tôm nó ngon rồi, nhưng mà ăn cái nước này vào á, mình chan với bún nè, mình chan với cơm ăn rất là ngon luôn. Nè các anh chị ơi, cái tép mình ngâm 10 ngày đó, nè, cái mắm tép mình đỏ luôn lắm luôn á. Các anh chị nhớ cho cái tép mình á, uống rượu ngay cái lúc đầu đó, tép mình trong đỏ và nó thơm lắm luôn đó. Khi mình ăn đó, cái tép mà 10 ngày thì nó bắt đầu nó ngấm mà nó mềm, mà nó bắt đầu nó dẻo dẻo rồi các anh chị. Nhưng mà các anh chị để 15 ngày hoặc là 1 tháng nó càng ngon nữa, nó ngấm thấm đậm sâu hơn đó. Và như vậy thì em vừa chia sẻ xong cho các anh chị là cái làm mắm tép tại nhà bằng nguyên liệu tự nhiên mà rất là ngon. Hơi tốn nguyên liệu tí xíu, tốn gừng ghiền, tỏi ớt, rồi mía, rồi lá ổi nữa. Nhưng mà ngon lắm, các anh chị làm thử nha. Và trong video tiếp theo thì em sẽ chia sẻ thêm cho các anh chị cách ngâm kiệu trắng giòn và hoàn toàn bằng nguyên liệu tự nhiên, không sử dụng hàn the cũng như là không sử dụng phèn chua. Và các anh chị cứ yên tâm cho sức khỏe của gia đình. Thì em mời cô chú anh chị và các bạn nhấn vào nút đăng ký
để xem những video tiếp theo của em nha. Và em cũng xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những video lần sau ạ.